đều là ảo tưởng, đều là giả dối. Người đời quả thật xấu xa cùng cực. Thả tôi ra! Thả ra! Thả ra! Thả ra! Ông là ai? Sao lại cản tôi? Mạng sống của tôi có quyền. Không được, quyền lợi sinh mạng của bạn thuộc về mẹ cha của bạn. Đó là người sinh ra bạn và người nuôi dưỡng bạn lớn lên. Cha và mẹ của bạn, bạn nợ họ rất nhiều. Sinh mạng của bạn không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về họ nữa. Đứng lên nào.